Rồi đất vừa xa bàn chôn mật đỏ, tây mỹ có chạp đà bằng ngọt phía lẽ cho chia bàn đà. Cổ súng thôn tiên tức nâng ô tô nữ dũng có bàn bà kà bì kà bà 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 chắc mừng lượt nè, ta nè, mình ả rõm dạng nè. Bà tám nè chìm nến bà này đang thả. Bà tập hút phần này bình tố bà cơ rừng tèm ní, cắt láng đôi xa và nông bò bớt mình tầm hồn thống nâng cầm buộc bùa, chờ trống tờ lư mình bò khám ứ, đá nực nông bò bớt nụ, mình chờ rõ nạ kì xin đi, đẹp bằng có tờ chìa bà cơ rừng tèm liêng bởi rư đông tờ có, đẹp bình chút cho mất phần đầy. Rôm tét cứ chia cầm lăng tham một bôi mà dạng, đại miền cầm lăng khăn khá, ai bằng cách chia cho rõ nạ kì xin đi bán, rồi hốt đó là rõ bọn liên kỳ lô vạn khăn nông rồi dạp phê trăm tay, xam sập micro vị nị tỷ, miền lực bươn xma nâng, xôn chọc, xôn xôn mùi vị nị tí tay bật nọ, nơi phê để việc bánh tên lửa ở bầy mùi. Nên chìm nếch bạn lại đang tiết thả, miền ô bà co ca phê rừng tét, ai bình chưa rừng tét, đã thuốc đập này trong cản, văn tái vì mình ai cà phê bàn tiếng sóng mùi rơi phía rơi nụ tỷ. Tâm nạ vì chưa sáng bà cô tặng ốc nâng ai chui chìa bà đỏ hà son tại tuổi tê vì mình ai cha vì mình ai tha tiếng sóng nụ tỷ. Chà, hay rừng tế nâng vì ai chờ nơi tại trong cản bàn đôi khí nìa văn tái chùm xâm rạp ô bà cô mùi cà phê rừng tế nâng cứ miễn bằng tay vì thay lại dương mình ai bà bà bàn chỉ tu tư. Tại vì ai vì mình mến cà phê đó mùa rồi phía rồi tế đợi nữ bà tế kế khi nhóm chả đợi nữ bà tế kế nữ bà tế kô rê kháng thập bốn. Quát bàn bà thà bà sân chỉ dương bà đôi chì bà bòn rạt đà ưu tì hò. Nữ khăn ông bê đai miễn phương cô rừng tế kháng kế bật này kế ắt bao tế bị bố kế trời cà phê ở bà cò bỏ kế bà bón cà phê rừng tế mình ai cà phê bán này cầm lắng với kháng chiêng việc còn tại chìa ở bà cò mũi cà phê ở bà đá xoăn xâm rạp tham ở bố xâm rạp cầm lắng rừng tế nâng vì nơi mật chôm rừng cực sao bà nâng tại đó kháng ắt cà phê bán này chà. Nè sấy bơ phá lá bánh to thả. Rôn tiết chi bà tập phụ thô mà chết mà dạng, đợt ảnh bằng cách chia cho rôn ạ kỳ xin lý, nơi bếp đầy mê rô cò phliền, rư mê cầm bông phliền, nâng cài phliền. Cho rôn ạ kỳ xin lý thô mà chết ní, ảnh nâng chìm lòng cho rôn ban dạng lươn, tư bộ phụ lũ hát thiết, mô nụ sát tàng lái, bà sân bà thật nợ bài, rư chập cánh biên nụ. Đôi chứ nó, bà khơi miên sàn ạp hiệp ạ kà giật thiệt, đôi để bà rịp rộp kháng lứ, xông bà chia bà rộp rụp, trừ miên cà phong bà giảng khắp bố chùm bố cửu thô mà chết mùi nì. Dương viên vị thi mùi chùm nốn đảm bày cà phê khuôn bì rừng tế. Ủa tiêu hò đồ chìa bê đại dương nơi tì viên kháng kháu. Dương trời tài ủ xa xâm lăng mùa tây mệnh nơi bê đại tây mệnh miên bà bò khám máu. Hái nâng miên sở nhàn phleg bản tốt. Bê nô dương trời cất thà viết ách nâng miên phliên thật lẹp bản tài tiết nì. Chẳng dương công chạm bạch ở phiên thật lạc toán dương trời tái rút rẻ từ rộng ở tì sở vạt tập hiệp. Hai tì sở vạt tập hiệp nâng miền nơi khăn ông ở kia đại rừng móm à miền thư viên bằng ủi bật chất hai mùi tiết dương ai châu từ khăn ông rật dốn tái dương trời bật cọt khăn ông chất tha bật thư viên rật dốn nâng ở chất công bạc chùm hòi xò chà một giáng tiết bà sân chia dương phụng miền tì cần lại sự vật tập hiệp tới chỗ cao toàn bề về lìa tế dương trời tái ông quê cho ông quê trong hang tay mình ông quê toàn đầy tế đòi đại trưởng cùng dương tổ khía hai dọc đại tiếng pí tổ tổ chia rồi bỏ dương làm bay cà pía pí sầm lên rừng té rừng cọp cô loạn. Mình trái chùm nếch mặt mình to hay đăng tiết thả. Bên mịt liếng, mình trái chớ nơi cọng bật thô đạc buộc buộc đôi chìa đàm chớ ở rưu tuôn bòm. Mình trái bằng hóa khai, mình trái tự chát rưu thất nơi đầm bọn tì viên lùm hóa đôi chìa viên xài, tì liên bà toán,
tiệt liệt vì con gấu, ở rừng cần lại cho rồi chúng chỉ đảm, prochiti cần lại khu bom phát, ba thiết nâng và thộp xem xem tiệt, đàn đời chung bình luôn, nghe phải chấm khắng nâng hai nịp hay bởi nỉ. Prochiti cần lại rừng và thộp buộc buộc tiếng lý, cứ chia con đai chầm lo ở kia sinh đó là ó, hai chờ đón ai chọn bàn dạng lớn phong đài. Mùi bình tiệt, nơi khăn ông tì xa thiệt nạ, đôi chia cần lại tì liên bà bò tì hài tật rưu có tì viên nìa nìa cư chìa cả lãnh đài mần viên sở vạt tập hiệp tề. Đó chứ nế, dương mần trời từ càng tì nụ lái hai dương mần trời pra tù rửa sáp cường electronic nìa nìa nơi bê đài miên bà tập hụt có rưu có mê rô cao chóng phliêng rưu khăn ông ẩm lòng bê phliêng hai sầm rạp nơi bà tia, nẹ đầy nơi bà tia sầm bánh dương hàm đại khát màn ai pra cường electronic tầng ơ nắng hai màn trời miên cả bảo cua rưu có liêng đai rưu có ngụt tật chia ruộm tật cư chia và thộ thiết đai chầm lòng cho ra nó kì xin ní bàn lươn bằng phòn để chân này dương trời miên cả prong bà giặt khắp bùa. Tết tăng từ nâng cụm hòn trái đại thông bình chết nị đái, ai chạy đầm khôn sọ khá, nè nằm biết cả năng cầm mát thị kết chết cụm cơ rừng cụm hòn trái bà nè đang thả. Cụ thân nạ rừng tiệm bài ní, cư miễn lê lòng khá nế chư môi đừng cho phụ cho cân trả, đại bằng có âm miên bà nụ sát sạp nâng rừng rộng bố chi đến gọi chân nằm. Chết đáy bà tam tân nâng ấy, rà bò cả năng cầm mát thị kết chết cụm cơ rừng cụm hòn trái bà nè đang thả. Rà nơi Campuchia, miền tổ lấy bản đồ xlam đời xa rộn tiệp bánh, miền chùm nôn đắp nẻ. Ngọp sạch cô gặp bấy chùm nôn đắp bốn cơ bá, nâng rô lủng khôi khám tiệp xâm bánh ra bò bà chìa bò rọt chiếng bấy bòn khăn nọng. Đó ngày ní, khai trong khai phạm ní, cứ càng lâu rồi hốt đó đọp nẻ, và miền đọp nẻ để bàn xlam. Và hơi nơi khăn nông cứ dương kịch khăn nông chùm nôn ở khai tiên mà phây buôn khai trồng và mà phải buôn khai trồng hơi ca để ca chia chia rồi tiền ấy cứ đời xa tại miền cho cần trả hơi nâng phiền cô nơi tam đồng bọn mùi chùm luôn và để bàn mà coi miền ca cả lời hơi nơi không cho cần trả hiện đấy mình trâm tại bằng co ở miền tại tiền mùi thế cứ vị bàn bằng co ở miền ca lùm tia khôi khát lùm nơi than bỏ phải chia bộ rốt nơi tam thì chôn nó bọt chỉ trơn bà hơi bà tam tu lê đại dương tu bàn bì thân ạc khai thân ạc rộng chiết nâng cứ rồi hôn một đoàn bên ní xa rộp tớ cứ thân ạc khai bốn việc bì bốn bàm bốn rồi xài sập mùi khăn nòng phọt bạc bò bạc bò tiền ngôn tiền xa rà bà hơi nơi khai bàm ní miên bàm bay rồi ដល់9ខ្នងបាទ8818ខ្នងអាចដល់កនសុខាបានដល់ទៀតថាតាមការកកសម្គាល់បាយឆ្នាំណាមានគ្រោះរាំងស្ងួតអាកាសធាតុក្តៅហួតហែងខ្លាំងគឺនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមមានភ្លៀងធ្លាក់បានបង្កើតនៅបាតុភូតកូរ៉ុនទេសនៃច្រើនដូច្នោះបើប្រៀបធៀបឆ្នាំមុនហើយឆ្នាំនេះគឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នាឆ្នាំមុនក៏មានភាពអូបន្លាយរដូវ វសាហ្នឹងវែងដែរដូចជាឆ្នាំទៅគឺអូបន្លាយរហូតដល់ប្រហែលនឹងឆ្នាំទីដែរដូវវសាណារដូវវសាមានន័យថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគេគិតចាប់តាំងពីខែ5បាទឧសភាក្រោយចូលឆ្នាំហ្នឹងគឺចូលវសាបាទអញ្ចឹងខែ5ហ្នឹងយើងមើលសង្កេតមើលនៅប្រទេសយើងឆ្នាំទៅក៏អត់សូវមានភ្លៀងដែរតិចតួចណាស់រហូតដល់ខែ6ទៀត អាទិត្យទី1ហើយនឹងពាក់កណ្ដាលខែ6បានចាប់ដើមភ្លៀងញឹកញាប់បាទញឹកញាប់អញ្ចឹងឆ្នាំនេះក៏ប្រហាក់ប្រហែលនឹងឆ្នាំមុនដែរធាតុអាកាសទាំងធាតុអាកាសទាំងកម្រិតទឹកភ្លៀងបាទអញ្ចឹងវាចំនួននៃកូនផ្ទះហ្នឹងអត់ខុសគ្នាទេតើតើនឹងបាតុភូតរន្ទះនេះដែរអាចដាំខំសុខាឲ្យដឹងថាការប្រើប្រាស់បង្គុលការពាររន្ទះនៅតាមសំណង់អាគារលំនៅឋានជារឿងល្អ ពលគឺបញ្ជាបានករណីមានរន្ទះបាញ់នៅក្នុងបរិវេណមង្គលការពារបានទាំងអស់ជាពិសេសឧបករណ៍គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកតែម្ដងតែទោះបីជាយ៉ាងណាអាចដំបញ្ជាក់ថា
ឧបករណ៍នេះការពារបានមួយផ្នែកដែលប្រើប្រាស់វាតែប៉ុណ្ណោះរីឯកន្លែងដែលគ្មានការប្រើប្រាស់ក៏ទទួលរងឥទ្ធិពលនេះច្រើនដែរហើយការការពាររន្ទះដែលដាក់នៅតាមលំនៅឋាននេះវាអាចជួយការពារបានច្រើនតកតងទៅនឹងការបង្កមានការខូចខាតសម្ភារៈអគ្គិសនីនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើង បាទដូចជានៅពេលដែលមានខ្យល់ហើយនឹងមានរន្ទះហ្នឹងភ្លៀងកូនរន្ទះហ្នឹងគួរតែយើងដកពីដកដុយចេញពីឧបករណ៍ដែលយើងទាំងអស់ហ្នឹងគឺដកចេញពីកន្លែងដែលយើងប្រើប្រាស់ហើយដកហ្នឹងមិនមែនដកឲ្យវានៅប៉ឹមប៉ឹមទេដកឲ្យឆ្ងាយបន្តិចបាទឆ្ងាយបន្តិចដើម្បីកុំឲ្យចរន្តវាឆ្លងចូលទៅក្នុងឧបករណ៍សម្ភារៈដែលយើងប្រើប្រាស់បាទពីព្រោះយើងដឹងថាតង់ស្យុង ចរន្តអគ្គិសនីរន្ទះហ្នឹងគឺវាមានតង់ស្យុងខ្ពស់ណាស់រាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនវ៉ុលបាទវ៉ុលនោះដែលវាអាចឆ្លងចូលមកបានវាអាស្រ័យទៅលើបណ្ដុំនៃបន្ទុកអគ្គិសនីច្រើនឬតិចបាទបើវាដុំគ្នាច្រើនខ្លាំងទៅវាបង្កើតទៅជាចរន្តអគ្គិសនីដែលមានតង់ស្យុងខ្ពស់ខ្លាំងបាទអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យចរន្តអគ្គិសនីដែលឆ្លងចូលមកក្នុងផ្ទះរបស់យើងធ្វើឲ្យខូចខាតសម្ភារៈប្រើប្រាស់ អគ្គិសនីរបស់យើងនៅក្នុងផ្ទះលោកស្រីពៅផល្លាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានអូតូនីយមបានបញ្ជាក់ថាបើទោះបីបាតុភូតរន្ទះជាគ្រោះធម្មជាតិដែលមនុស្សយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានខ្លះក៏ដោយប៉ុន្តែយើងអាចការពារនិងជាបាននៅគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់នេះប្រសិនបើយើងអនុវត្តតាមវិធីដែលក្រសួងបានណែនាំគឺអាចកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ទាំងនោះបាន លោកស្រីសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតាមដានការព្យាករណ៍អាកាសធាតុដែលក្រសួងជំនាញបានផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីបានដឹងនិងត្រៀមលក្ខណៈជាមុនជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុខ្ញុំសូមជម្រាបជូនសាធារណជនសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នៅក្នុងរយៈពេលមានភ្លៀងផ្គររន្ទះដែលកើតឡើងចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ ចុងរដូវវស្សាត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់តាមដានព័ត៌មានតាមវិទ្យុទូរទស្សន៍ដែលបានចាក់ផ្សាយជូនជាប្រចាំចាពីព្រោះភ្លៀងផ្គររន្ទះជាពិសេសឥឡូវនឹងខ្យល់កន្ត្រាក់កើតឡើងខ្លាំងដោយសារតែកម្ដៅនឹងវាកើនឡើងខ្លាំងហើយធ្វើឲ្យមានចាមានការរងគ្រោះ ដោយសារខ្យល់កន្ត្រាក់ហើយនឹងរន្ទះនឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ហើយស្ដាប់ព័ត៌មាននឹងឲ្យបានច្រើនចាឲ្យបានជាប្រចាំពីព្រោះអាកាសធាតុសប្ដាហ៍នេះមានការប្រែប្រួលខ្លាំងណាស់គួររំលឹកថានៅពេលថ្មីៗនេះក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយមបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅកម្ពុជា ដែលក្នុងនោះក្រសួងបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ដែលអាចបន្តកើតមានជាពិសេសនៅតំបន់វាលទំនាបតំបន់ជួរភ្នំដងរែកនិងតំបន់កំពង់រាបអេសាន